trình được bảo trợ bởi Thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu, phun xăm thẩm mỹ, 714-248-2725. Bác sĩ Nguyễn Nghị Luận, 714-375-0333. Nhân quả tử vi định mệnh, giáo sư Trí Đức, 714-510-5451, 510-5451. Xin kính chào quý vị. Là Little Sài Gòn TV, chúng tôi hân hạnh trở lại đến phần thứ ba là phần kết luận của chương trình ngày hôm nay. Chúng ta có chủ đề nói về dương trạch và âm trạch, và đây là phần âm trạch. Kính thưa quý vị, trở lại về quá khứ thì chúng ta biết rằng là ông Thái Thú Cao Biền đã thừa lệnh của vua Đường để đi đến đất nước chúng ta, yểm tất cả những lông mạch không cho phát được. Nhưng ông ta đều thất bại, bởi vì những thần đất của chúng ta, đất nước chúng ta rất là mạnh và đã không cho ông là hoàn tất được cái công việc của ông. Và sau này ông sẽ chết một cách thê thảm là như vậy. Kính thưa quý vị, tại sao người ta muốn yểm tất cả những cái lông mạch của đất nước chúng ta? Là bởi vì theo cái nhánh của Hành Long thì cái nhánh bên tay phải là đi vào vòng trường, đi theo cái Hòa Liên Sơn rồi đi xuống Trường Sơn, núi Trường Sơn, thì cái dãy đó là dễ tạo ra những cái lông mạch, những cái huyệt rất là quý, có thể đào tạo được nhân tài cho đất nước, mà cả một cái thế mạch của trái đất. Đó là chỉ tính vào đến những cái mạch lớn của Việt Nam mà thôi, còn những cái mạch lớn ở Trung Quốc là không thấy. Cho nên là người ta tìm cách yểm tất cả những cái mạch của đất nước mình, không cho đất nước mình được phát là như thế. Chúng ta ở trên một cái dãy đất nước non sông tuyệt vời, và chúng ta có hồn thiên, khí linh trong đất nước của chúng ta. Chính vì thế mà người Trung Cộng họ rất là tức giận, và họ luôn luôn tìm cách để mà phá cũng như là những cái lông mạch của chúng ta, để mà không cho đất nước chúng ta phát triển là như vậy. Kính thưa quý vị, nói về bộ môn âm trạch thì đây là một bộ môn rất quan trọng, bởi vì bộ môn này chúng ta gọi là bộ môn đào tạo nhân tài cho đất nước, bởi chúng ta có rất nhiều huyệt kết tốt. Những cái huyệt phát vua, phát quan, phát tướng đều nằm ở Việt Nam chúng ta cả. Và cho nên là người lý do đó mà người Trung Quốc họ đã tìm cách để mà họ yểm chấn những cái đất nước của chúng ta về những cái lông mạch như thế. Chúng tôi nói đến âm trạch là bởi vì chúng ta là người Việt Nam, chúng ta luôn luôn tự hào chúng ta ở trên một cái dải đất non sông gấm nước mà tuyệt vời như thế. Chúng ta luôn luôn yêu đất nước mình và rất là tự hào là người Việt Nam. Kính thưa quý vị, nói về âm trạch thì như chúng ta biết rằng là để tìm ra một thế đất tốt, thật là tốt để mà cho người chết, thì cái người thầy phải giỏi về phần loan đầu, tức là biết nhìn sông, biết nhìn sông nước, hành long đi thế nào, long tốt long xấu, và sau đó phải về đến cái huyệt trường và nó kết huyệt như thế nào, người ta phải tìm được huyệt, và sau đó người ta phải điểm huyệt được rồi thì lúc đó người ta mới lập hướng được, sau đó rồi người ta mới tìm cách để phân kim, để mà trong cái phân kim người ta sẽ biết rằng là nó kết cái cách cuộc gì, nó thành tựu như thế nào, và nó ra cái cách mà cái mã nó kết phát là cái cuộc là giàu có, thăng quan, thăng chức, vương tứ, vân vân. Đó là cái phép làm về âm trạch là như vậy. Kính thưa quý vị, nhưng mà chúng ta ở đất Mỹ này thì khi chúng ta mất, chúng ta đi tìm đất để mà chôn. Hầu hết những người chúng ta đều là như thế, ngoài trừ những người mà có học về phép địa lý, họ sẽ tìm một đất riêng để họ mua riêng, và là những người phải giàu có thì mới làm được. Tuy nhiên nếu như người thường như chúng ta thì khi chúng ta mất đi, chúng ta chỉ lựa cái đất, chỉ cần cái hướng mà chúng ta chôn xuống phù hợp với cái màn ngũ hành nạp âm của chúng ta là cũng đủ rồi. Là như thế là chúng ta cũng an tâm rồi. Quý vị nhớ như thế, là chỉ cần cái hướng của cái ngũ hành nạp âm của chúng ta chôn trúng đúng cái hướng của cái huyệt của chúng ta là như thế cũng đủ rồi. Đó là về âm phần là như vậy. Chúng ta luôn luôn có phần dương trạch sống tốt đẹp, và chúng ta phải luôn luôn khi mất đi chúng ta phải nằm đúng hướng để cho con cháu được phát triển, để cho cái trí tuệ của cái linh hồn nó được phát triển tốt đẹp. Đó là cái nói về cái phần dương trạch và âm trạch ngày hôm nay. Tôi xin phép vào phần quảng cáo thương mại của đài. Xin lỗi, tôi xin phép vào phần giảng giải lá số tử vi. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sanh ạ. Dạ vâng, xin cho biết năm tháng ngày giờ sanh ạ. Dương trạch, ngày dương trạch, ngày dương đấy. Vâng.
Xin cho biết năm tháng ngày giờ của ngày dương ạ. Tháng 11, ngày nga, tháng 89 tháng 11. Tôi nghe là 89 tháng 11 là thế nào? Ngày dương lịch là ngày mấy, tháng mấy, năm mấy ạ? Ngày 89 tháng 11, tháng 11, ngày 12 tháng 11. Ngày 12 Tây tháng 11 năm 69 và sinh lúc mấy giờ? 7 giờ chiều. 7 giờ chiều. À, số của người nữ này như sau. À, người nữ này là mệnh vô chính diều, mệnh không thân ship, thân kiếp mà lại có cái địa kiếp nữa. Đây là cuộc đời mà người này làm rất là vất vả, chân chuyên làm đủ thứ cái cải. Tất cả mọi thứ đều khó khăn hết á. À, lấy chồng thì cũng trông nó hay đẹp lắm mà thật sự ra là cũng không có giống như là cái người chồng mình gặp cảnh oan trái cho vui thôi nhá. À, cuộc đời người này sống đầy sóng gió trong gai. Đây là người sống trong cái xã hội mà gặp nhiều cái chân chuyên vất vả và chiến đấu và cực khổ nhiều lắm nha. À, cuối đời của người này đó thì sẽ thành công. Đặc biệt cuối đời của người này sẽ thành công. À, tức là cái giai đoạn bắt đầu từ 52 tuổi trở đi đó, thì mới thành công, mới thành công, mới có tiền bạc. Và sau đó thì đến 74 tuổi, một người sinh vào năm Dậu, tức là 70 năm Dậu 69-70 tuổi, gặp cái địa kiếp, thân gặp Thái Dương, địa kiếp ngồi triệt là có thể có bệnh và tai ương mà chết nhé. Đó là cái sơ lược số mệnh như thế. Xin chúc may mắn. Alo, xin cho biết năm tháng ngày sinh của người kế tiếp ạ. À. Alo. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh của người kế tiếp. Hello, tôi sinh tháng 10 ngày năm 1953, sinh lúc canh 9 giờ tối. Rồi tôi xin lặp lại. Ngày năm tháng 10 năm 1973. No. 1953. 1953 và sinh vào lúc mấy giờ? Lúc 10 giờ tối. Lúc 10 giờ tối. Ông có khả năng tôi gọi là giờ hợi nha. Tôi xin lặp lại. Người nam sinh vào ngày 5 tháng 10 năm 1953 và ông sinh vào lúc 10 giờ tối hơn thì ông sẽ sinh vào giờ hợi. Số mệnh của ông theo như lá số tử vi nói như sau. Thứ nhất ông là người mệnh thiên đồng ngồi địa kiếp hồng loan ngồi kiếp. Cuộc đời của ông là cái người lành, cơ bản là người lành đấy vì có là cái chất thiên đồng. Nhưng mà vì hồng loan ngồi địa kiếp là ông lo lắng việc này, ông sắp xếp việc kia. Ông có vợ thì thường thường là người vợ sẽ là cái người mà chỉ huy lo hết tất cả mọi việc cho gia đình. Ông chỉ có sống và tạo cái sinh hoạt trong gia đình mà thôi. Có con cái nha, có vợ nhưng mà cẩn thận bởi vì thái dương một triệt, có thể là đời ông phải có đến người thứ hai, người vợ thứ hai mới là cái người sẽ là đi suốt đời cho mình được. Còn người vợ thứ nhất dễ đi đến cái chỗ chia ly và không thành tựu. Đời ông thành tựu duy nhất đó là trời cho ông khi ông vào đến tuổi 45 tuổi trở đi, 45 cho tới 55 tuổi, đó là cái thời vận trời cho tương đối thành công và có tiền bạc. Năm nay đã 65 tuổi rồi, cuộc đời ông sống thì nó buồn chán không có gì cả nha. Không có buồn chán gì, ông có thể là đi giúp cho chùa, giúp cho cái hội đồng sinh hoạt này làm việc công đức. Ông là người tốt, mạng tốt, nhưng cuộc đời sống vất vả và khổ cực. Đó là cái số mệnh của ông là như thế nhé. Tôi xin phép qua người kế tiếp. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh ạ, của người kế tiếp ạ. Dạ, ngày 7 tháng 4, 1959. Ngày 7 tháng 4, 1959. Và sinh vào lúc mấy giờ? Dạ khoảng 5 giờ sáng. 5 giờ sáng. Rồi người này là như thế là sinh vào giờ dần đó nha. Tôi xin lặp lại. Người nam hay người nữ? Nữ. Rồi người nữ sinh vào ngày 7 tháng 4 năm 1959 vào giờ dần. Số mệnh của người nữ như sau. Đây là người nữ tôi có cái tử phá ngồi địa kiếp ấy. Người nữ mà có tử phá ngồi địa kiếp là cuộc đời chân chuyên vất vả đáng thương lắm nha. Gặp nhiều cái nước mắt đó nha. Nước mắt là vì tử phá đó là không bất thành rồi mà còn địa kiếp nữa là chân chuyên khổ cực. Nhất là vì cái gì? Nhất là vì đồng tiền nha. Cuộc đời thì tiền có, sắc sắc không không nha. Có rồi là không, có rồi là không, lên xuống không có đều đặn. Được có là nhớ là được cái cung chồng, lấy chồng thì phải phò cho chồng, cùng với con cái thì cuộc đời nó bớt khổ hơn nha, nó sẽ bớt nhiều cái cay đắng hơn. Đây cuộc đời chuyên chuyên vất vả và cuối đời của người này là thiên tướng ngồi hóa khoa, nhưng rồi cuối cùng là
tiền bạc sự nghiệp của mình sẽ trao cho con cái với cho chồng hết. Người này sẽ có một cái đời sống tự lập và sống sống trung bình, tức là sẽ có cái học hỏi để mà tu tâm, tu Phật. Đó là cái số mệnh là như thế nha, sơ lược là như vậy. Alo, xin biết năm tháng ngày sinh của người kế tiếp ạ. 03 tháng 3 1868. Ngày 18 rồi. 68 lúc mấy giờ? 8 giờ tối. 8 giờ tối nha. 20. Người nữ này có số mệnh sao? Theo như âm giọng nói, như theo như âm giọng nói thì đây không phải là cái giờ sinh của người này đâu nhá. Tôi biết. Các kỹ thuật âm nói là người này gọi lại cho tôi số 714-510-5451, số xa phone của tôi đó. Tôi sẽ trình bày cho biết số mệnh của cô có rõ ràng hơn. Kính thưa quý vị, chúng ta vào phần kết luận của chương trình. Kính thưa quý vị, bác sĩ dặn là mỗi năm một người đi khám bệnh một lần để xem cái bệnh tật như thế nào. Thì quý vị trong môn tử vi cũng vậy, quý vị nên kiểm tra cái số mệnh cuộc sống cuộc đời của mình, thành công sống chết như thế nào. Bởi vì có những người mà mới một năm nay thì rất là khỏe mạnh, đến năm tới nghe nói có bệnh rồi tự nhiên là mất mà không biết. Người năm nay nó nghèo lắm, năm tới tự nhiên là rất là giàu, vân vân. Nói chung là cuộc đời người ta thay đổi trong một năm. Quý vị nên gọi cho tôi Chí Đức Tử Vi 714-510-5451 để được số mệnh cuộc đời của mình giải rõ và trình bày hơn mọi thứ. Chúc quý vị một tuần lễ đầy thắng lợi, một ngày an vui và hạnh phúc. Hẹn quý vị vào tuần thứ 6 tuần tới. Xin kính chào quý vị.